Xin chào các bạn. Chúng ta cùng với cả trung tâm thẩm mỹ Doctory của chúng tôi để chuẩn bị một ca phẫu thuật nâng ngực, đặt ngực thân đơn thuần. Đây là một trong những dịch vụ rất là phổ biến tại trung tâm thẩm mỹ Doctory của chúng tôi. Tuy nhiên thì trên hình ảnh các bạn có thể thấy đấy, đây là một cái ca cũng không hề đơn giản, mặc dù là về mặt dịch vụ chỉ là đặt ngực thôi. Bởi vì đây là một khách hàng với thể tích ngực của hai bên rất là khác nhau. Ở bên phải này thì ngực to và có độ nhô rất là nhiều so với bên trái. Dựa trên cái hệ thống Sizer System cũng như là X3, chúng tôi đo được cái thể tích thì bên phải này nó hơn bên trái này khoảng gần 2 size. Đấy. Vì vậy mà cái việc lựa chọn size bây giờ nó gặp phải những vấn đề như này. Một là chúng ta phải xác định đặt size bao nhiêu để đảm bảo thể tích hai bên nó bằng nhau. Cái thứ hai nữa là đặt cái style nào để đảm bảo được cái độ nhô của hai bên nó bằng nhau, nhưng cái độ rộng nó vẫn phải tương đối nhau để đảm bảo cái hình dáng ngực nó tốt nhất. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy ở bên tay phải này cái đường IMF này nó chỉ rơi vào khoảng 1,5 cm so với đường IMF cũ và đường IMF mới. Tuy nhiên ở bên trái là đường IMF cũ và đường IMF mới nó cách nhau đến tận khoảng gần 3 cm. Đấy, thì đây là một trong những hợp rất là khó, bởi vì chúng ta phải tái tạo lại cái đường chân ngực mới để nó rơi vào đúng cái điểm của cái gọi là cái điểm nếp nằn, cái sẹo rêm nếp nằn của hai cái đường chân ngực hai bên nó bằng nhau. Đấy, trước mổ cái đường chân ngực hai bên nó khác nhau rất là nhiều. Đấy. Vì vậy thì đối với những cái trường hợp này, nếu như chúng ta chỉ phẫu thuật đường nách không thì nó rất là khó để có tái tạo được cái đường IMF cũ ở đường IMF mới. Đấy. Vì vậy trong trường hợp này chúng tôi tiếp tục sử dụng cái đường rạch đường chân ngực với cái đường sẹo thiết kế là khoảng 3,5 cm, và sau khi mà phẫu thuật xong chúng tôi sẽ thu ngắn nó lại khoảng hơn 2 cm. Dự kiến của trường hợp này thì chúng tôi đang định dự kiến là ở bên này chúng tôi chỉ đặt 285cc túi ergonomic độ nhô trung bình, còn cái bên trái thì chúng tôi đặt khoảng 315cc độ nhô cao full. Cái này dạng là bên này là full, còn bên trái này là đầy mi. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái thể tích thì chênh nhau khoảng 30cc. Và cái độ rộng của 285 và 315 nó xem như nhau. Còn cái độ nhô thì 315 hơn rất là nhiều. Trên cái hệ thống AX3 thì chúng tôi xác định rằng cái size này là dài phù hợp nhất. Và có những cái dự tính khác nữa. Tuy nhiên thì đây là lựa chọn ưu tiên đầu tiên. Còn những cái kế hoạch thay đổi trong quá trình phẫu thuật thì chúng tôi cũng đã có phương án dự trù, và hy vọng là kết quả sẽ làm hài lòng kể cả khách hàng lẫn bản thân chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem kết quả của ca phẫu thuật này. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.